Chào các bạn, mình đang ở trong cái quầy trang trưng bày những cái máy tính sách tay của Sony. Trước mặt chúng ta thấy là Sony trưng bày những cái máy tính dòng SA, những cái máy tính thiết kế mới dòng SA của Sony. Ở đây chúng ta có cái cục pin gắn ngoài, nó sẽ làm cho dung lượng tăng pin tăng lên gấp đôi. Một chút xíu thông tin về SA. Và nếu tăng lên gấp đôi thì thời gian là 12 tiếng. Bên cạnh các bạn sẽ thấy cái dòng đó là dòng C. Đây là cái tủ trưng bày những máy tính dòng C. Dòng C là dòng dành cho những cái máy tính vui vẻ. Ở đây chúng ta thấy có máy tính màu đen, chuột màu đen. Ở đây chúng ta có màu trắng, màu cam, màu hồng và cả màu xanh lá. Có những cánh bộ phụ kiện đi theo nhìn rất là sành điệu. Các bạn còn nhiều những cái lựa chọn phụ kiện khác. Ví dụ như đây là bộ vỏ màu đen, chúng ta có những cái phụ kiện màu đen. Đây là cho bộ vỏ màu trắng. Đây là cho bộ vỏ màu cam, đây là xanh lá và đây là hồng. Rất là màu sắc. Đối diện dòng xe thì chúng ta thấy có dòng E. E là dòng chung của Sony. Cũng rất là màu sắc. Rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Đây mình có một chiếc là E. Và mình giá của nó là 13 triệu. Wow, một cái giá rất là hấp dẫn. Cái mặt của nó được phay dạng vát vát chứ không phải là sơn. Các bạn ra vào các bạn đã cảm giác vát rõ ràng. Đây là cái máy nào cũng phay vát cả. Vuông góc với dòng E đó là dòng Y. Dòng máy 11 inch. Giá là 12 triệu đồng. Đây là cấu hình. Khá là nhỏ gọn. Mình nghĩ nếu bạn xài máy tính Windows, bạn là sinh viên hoặc là người văn phòng chuyên dùng máy để chat chip, để web thì đây là một cái máy tuyệt vời. Nhỏ gọn đẹp, một thương hiệu tốt. Giá thành cũng rất là ngon. Ở đây mình thấy một anh chàng đeo mắt kiếng đứng ở đây. Ở đây là cái máy BioZ mới. Ta đứng canh xem có ai lấy không. Ôi trời ơi, càng đồ mã rồi.